Xin chào các khán giả chương trình Công Việc Ngôi Sao. Mời vào, mời vào. Mời vào khu nhà bếp của Miko nha. Đây là căn nhà bếp ấm cúng của nhà Miko. Hiện tại bây giờ nhà chỉ có 3 người thôi, thì thường xuyên có những buổi ăn uống như là họp mặt gia đình ở đây. Và bây giờ mời mọi người khám phá tủ lạnh của nhà Miko. Ở trên khu vực ngăn đông thì là có rất nhiều đạm, hải sản nè, cá nè, thịt bò, cá hồi, dùng cho các món súp, món lẩu, đùi gà, món khoái khẩu của nhà tôi, chả giò chiên, cá cảo, hấp. Cái nhà mấy cô là bổ sung đạm nhiều, ba mẹ rất là thích ăn thịt và ăn cá, nhưng mà gọi là cái thiên đường, những cái món mà mấy cô thích nhất là phải ở ngăn dưới. Trái cây, rau củ. Đố mọi người là Miko thích ăn nhất là trái gì? Cái trái này gọi là nữ hoàng của các loại trái cây. Đó là xoài chín. Xoài phải chín nha. Xoài xanh xanh như vậy là tôi sẽ để nó chín để mới ăn. Xoài chín ngọt liệm, xoài cát đã. Buổi sáng thì thường là Miko sẽ không có ăn sáng mà sẽ thay bằng ít trái cây, cũng như là một số các loại thuốc bổ, vitamin. Và đây là rất là nhiều loại rau. Và đặc biệt á, rau phải là rau sạch. Xà lách nha, xà lách để làm salad, xà lách dài và xà lách thủy canh. Đây là cải bó xôi. Ủa, tôi thích nhất luôn, mồng tơi. Và rất nhiều salad. Mỗi ngày về là ăn salad thay cơm. Đây là tất cả gia tài kho báu của tôi. Ăn một ngày có thể ăn được 3 cử rau củ và thêm rất là nhiều trái cây. Miko ăn hàng nhiều lắm nên coi như là 5 bữa. Thì thường sẽ có một bữa Miko ăn cùng với gia đình, còn lại là đi ăn hàng hết mọi người ạ. Cái bữa ăn cơm với gia đình thì rất là quan trọng, nên lúc đó thì là ngồi nói chuyện với ba mẹ. Còn lại thì mình sẽ cùng với các bạn bè hay là các đồng nghiệp của mình để đi thưởng thức những món mình thích. Trinh còn nhớ là Trinh đi Nhật quay hình mà trong vòng một tuần thôi quý vị, lên 5kg, và đó chính là nước Nhật. Mấy năm nay là không có đụng tới cơm, nhưng mà bún hủ tiếu rất là mê, và đặc biệt là mê bún đậu mắm tôm từ hồi mà cái mốt bún đậu mắm tôm là chưa có ở miền Nam á. Là Lan Dinh nhớ tới cái hồi mà hồi đó thích ăn ở ngoài Hà Nội, xong rồi trong Sài Gòn thì không có, rồi bắt đầu nó mới bùng lên thành một trào lưu. Thì khi đó mình cũng muốn mở một cái quán rồi, nhưng mà mình chưa mở. Cho tới bây giờ là cái lúc mà cơn sốt nó dịu xuống, tuy nhiên cái niềm yêu thích của mình đối với món ăn đó vẫn không hề giảm, nên mình mới quyết định ok, không cần theo trào lưu gì hết, mình vẫn mở một quán bún đậu mắm tôm vào thời điểm này.